Alo, tôi khỏe. Tôi đang lái xe về nhà đây. À đúng rồi, chúc cậu thành công với công việc mới nha. Thôi, cậu ngủ đi, tôi về tiếp đây. Nãy uống nhiều quá, giờ mình hơi bị mất tè. Chắc có lẽ mọi người ngủ hết rồi. Tè đây chứ không ai thấy đâu. Thiệt là thoải mái quá đi. Thì có ai la thất thanh dữ vậy? Làm mình giật bắn cả mình. Nước tiểu còn vây bắn cả quần áo của mình nữa. Không lẽ có ai đó cướp của giết người hay sao? Đúng là một kẻ yếu đuối, chưa kịp làm gì đã chết rồi. Trời đất ơi, thứ gì kia? Là một con sói đứng bằng hai chân hả? Không, mình phải báo cảnh sát, nó giết người. Ta không phải là sói, không, mà là quỷ sói. Không, ngươi cũng sẽ như vậy. Ngươi định làm gì? Mình còn sống, hay quá. Nhưng mà cái thứ kỳ dị hồi nãy đâu mất tiêu rồi. Ngay cả người đàn ông bị nó giết cũng biến mất luôn. Không lẽ hồi nãy mình xỉn quá, mình gặp ảo giác hay sao? Không thể nào, cảm giác lúc nãy rất thật. Sao ngứa quá vậy? Hả? Cái gì thế này? Sao người mình đầy lông lá quá vậy? Chết tiệt, khuôn mặt của mình, cái đầu của mình sao biến thành chó thế này? Không. Nhức đầu quá. Nhức đầu quá. Hãy đến với ta, hãy đến với nơi người cần thuộc về. Là cái thứ đó đang giao tiếp với mình. Khốn kiếp, ngươi đã làm gì cơ thể của ta? Mau biến ta lại thành người bình thường đi. Vậy thì hãy đến khu rừng cấm phía sau thành phố. Ta đang chờ đợi ngươi ở đó để biến ngươi thành người bình thường. Đây, thứ quái gì kia? Rốt cuộc ngươi muốn gì hả ta? Tại sao ngươi phải làm như vậy? Đây, thật tuyệt thật. Mình phải quyết tới khu rừng cấm phía sau thành phố một phen. Chào các bạn, nãy giờ thì các bạn biết tôi là ai rồi đúng không? Vâng, hôm nay tôi là một người bình thường mà thôi. Nhưng vào một buổi tối đi chơi, tôi đã bắt gặp một sinh vật có tên là quỷ sói. Nó đã biến tôi ra nông nổi như thế này đây. Người cũng không ra người, sói cũng không ra sói, mà chó thì cũng chẳng giống chó nữa. Cái gì thế này? Cái gì xấu xí thế này? Mày to gan dám vào lãnh địa của loài gấu chúng ta à? Định tới đây bắt gấu con hay là dê gấu bà già? Hiểu lầm thôi. Tôi tới đây không phải để làm hại gia đình gấu các bạn đâu. Tôi tới đây để gặp quỷ sói mà thôi. Đừng giết tôi, cứu tôi với. Mấy con gấu chết tiệt này dám cắn động loại sói của ta. Chết đi. Né được lũ gấu thì gặp thêm một con sói nữa. Không, đừng lại đây. Làm ơn tha cho tôi đi. Tôi xin lỗi, tôi không muốn vào đây đâu. Hả? Ngươi làm gì sợ dữ vậy? Chúng ta cùng loại sói với nhau mà. Ta không làm hại ngươi đâu. Nhưng trông ngươi đi bằng hai chân thật kỳ lạ quá đi. Đúng rồi, ngươi có bạn trai chưa? Làm vợ của ta nghe. Đầu của mình lại nhức nữa rồi. Hãy giết chết và ăn thịt con sói nó đi. Máu của nó sẽ giúp ngươi cảm thấy đỡ hơn. Không được. Ngươi bị gì vậy? Cơ thể của ta sao không kiềm chế được thế này? Khốn kiếp, ta vừa mới cứu ngươi. Ngươi lấy oán báo ơn như vậy à? Chạy đi. Không. Dừng lại. Trời đất ơi, sao cơ thể tôi mất kiểm soát thế này? Đừng sợ, bởi vì cơ thể của ngươi sắp biến thành ma sói nên chỉ hành động theo bản năng thèm khát máu thịt của con mồi mà thôi. Không, ta ghét cơ thể đi. Hãy mau trả lại cơ thể con người cho ta, tên quỷ sói chết tiệt. Nhìn kia, ngươi thành ma sói rồi. Không, ta là một con người, ta không phải là ma sói gì cả. Không. Nơi này sao nhiều động vật quái vậy? Nhìn bọn chúng thật hấp dẫn. Máu của bọn chúng thật là tuyệt vời. Nhưng không được, Không được, ta không phải là ma sói, ta là một con người. Ta không làm hại bọn chúng, ta phải kiềm chế lại. Ta phải dùng lý trí của mình để khống chế bản thân hiện tại. Nhanh lên, mình phải tìm ra chỗ của tên quỷ sói đó. Em hắn biến mình lại thành người bình thường. Cảm giác khó chịu quá. Sao mình cứ muốn xé xác những sinh vật ở đây thế này? Không được, không được, phải cố gắng kìm nén, kiềm chế bản thân lại. Cái thứ kỳ vậy kia, nhìn cái gì nhìn? Chưa thấy rùa đẹp gái bao giờ hả? Mau cút đi. Chết tiệt, chết tiệt, sao nước miếng của mình không ngừng chảy thế này? Mình không còn kiềm chế bản thân được nữa rồi. Nhanh lên, phải đi qua khỏi cái đám sinh vật này mới được. Đây, đừng ngu ngốc nữa, mau xé xác bọn chúng ra đi. Kìa kìa, những con cá sấu đang tấn công người đó. Người bẻ cổ nó, hút máu bọn chúng đi. Nếu người cứ nhịn như thế, người sẽ chết cho mà xem. Cầm mồm đi tên quỷ sói, ta không có nghe theo lời của ngươi đâu. Dù ta có chết, ta cũng không muốn ăn thịt sinh vật vô tội khác. Rồi ta sẽ tìm thấy ngươi, dặn cổ ngươi ra, nhai thịt ngươi, em ngươi biến ta thành người bình thường. Sao lại có nhiều xác sinh vật bị xé xác thế này? À, có ai không? Cứu tôi với, cứu tôi, tôi bị lũ ma sói sắp giết chết rồi. À, chết tiệt, sao lại có những con ma sói giống như mình thế này? Không lẽ bọn chúng cũng từ con người biến thành? Này, dừng lại đi, đừng sát hại sinh vật khác. Tránh ra, bọn tao thèm thịt lắm rồi. Tránh ra đi. Khốn kiếp, cái lũ này, các ngươi dần dần bị mất nhân tính đó. Đừng để con quỷ sói đó lợi dụng. Nếu các ngươi không còn là con người thì ta sẽ tiêu diệt các ngươi luôn. Chết đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ngươi là ma sói, nhưng ngươi thật tốt bụng. Không có gì đâu, hãy tránh xa khu vực này đi. Nơi này có rất nhiều ma sói xuất hiện, sẽ giết chết ngươi và gia đình của ngươi đó. À, đau đầu quá. Đồ ngu ngốc này, thứ đó lại hiện lên rồi. Sao ngươi lại ăn thịt đồng loại của ngươi? Hãy mau xé xác và hút máu con hưu thần đó đi, sẽ giúp ngươi biến thành con người ngay tức khắc. Không, làm đi, không, hãy làm đi. Bây giờ ta sẽ không trở thành ngươi nữa, ta sẽ tìm ngươi và quyết giết chết ngươi. Cơ thể của mình sắp càng ngày càng trở nên cơm kiết thế đi, nhưng không sao. Chút sau gì mình cũng thấy cái mạng này, giết chết con quỷ sói đó. Phía trước thôi, có lẽ hắn ở phía trước thôi. Sao lại xuất hiện nhiều ma sói canh chừng ở đây thế này? Thật đáng ghét, chắc có lẽ là tay chân của hắn. Mình gặp lũ ma sói ở đâu, mình cũng sẽ tàn sát ở đó, cho cái thế giới này thật yên bình. Tên kia, có một tên người sói khốn kiếp đã phản bội lại chúng ta. Mau tập trung lực lượng lại, giết chết hắn đi. Các người mới là lũ đáng chết đó. Các người lại đi phục tùng cho tên quỷ sói đó, biến thành ma sói gớm ghiếc như thế này, tàn sát những sinh vật khác, khiến cho bọn chúng mất nhà, mất chỗ ở, mất vợ, mất con, mất luôn con nhỏ ghẻ hàng xóm xinh đẹp. Oh my god, wow. Bọn ta là ma sói, bọn ta phải xé xác, phải ăn thịt. Đó là bản năng của bọn ta, người đừng có phí lời nữa. Câm mồm đi, câm mồm đi. Tất cả là do các ngươi lựa chọn mà thôi. Các ngươi cũng từng là một con người, nhưng khi bị biến thành ma sói, tại sao các ngươi không chống trả mà cứ tuân theo tự nhiên như thế? Chết đi, chết đi. Các ngươi không còn xứng đáng tồn tại trên đời này nữa đâu. Vậy thì ngươi xứng đáng tồn tại hay sao? Chết tiệt, ngươi giết chết tay chân của ta hơi nhiều rồi đấy. Là quỷ sói, cuối cùng ngươi xuất hiện rồi hay sao? Mình lại chưa chết. Nhưng ở đây là ở đâu? Sao giống như một đấu trường thế này? Đúng vậy, đây là đấu trường của ta. Tên quỷ sói đáng ghét, ta đang muốn chọn cơ thể tuyệt vời nhất để ta có thể sở hữu. Ta thấy thân xác của ngươi đúng là cực phẩm, nhưng ta cần kiểm chứng một lần nữa. Cái gì? Cái gì? Vậy là tất cả những việc làm của ngươi biến tất cả con người thành người sói, mục đích để chiếm thân xác của họ. Mày rốt cuộc ngươi là thứ gì? Lát nữa ngươi sẽ biết. Hãy tập trung vào trận đấu của mình đi. Hãy đấu lại những chiến binh ma sói mạnh mẽ của ta. Còn cơ thể của ngươi có phải là cực phẩm hay không? Ta sẽ chiến đấu. Ta sẽ chiến đấu. Nhưng không phải ta sẽ phục tùng ngươi. Lát nữa ta sẽ xé xác ngươi. Hay lắm. Hay lắm. Đúng là một cơ thể tuyệt vời mà ta đang cần. Nhưng chưa hết đâu. Ngươi hãy quay lại sau lưng đi. Hãy chứng minh cơ thể này xứng đáng để ta có thể kế thừa tiếp theo. Hả? Khốn kiếp, khốn kiếp. Hãy lại đây hết đi. Ta sẽ giết hết tất cả ma sói các ngươi, và kể cả ngươi luôn, tên quỷ sói kia. Ngươi đừng hòng đụng lấy cơ thể của ta. Ta sẽ phanh thay, nuốt thịt ngươi, xé xác ngươi, thậm chí ta biến ngươi thành nô lệ của ta. Wow, wow. Đúng vậy, cơ thể này mới thật sự để ta cần. Thì lại đây để ta chiếm lấy cơ thể của ngươi. Ngươi thật là vinh dự đó. Câm mồm đi, tên quỷ sói độc ác. Hôm nay ta biến thành như thế này tất cả là do ngươi. Do vậy ta sẽ đào mồ chốc rễ nhà ngươi, tiễn ngươi xuống suối vàng gặp tổ tiên của ngươi. Ngươi cứng đầu nhỉ? Thì được, để ta tự lấy thân xác của ngươi. Ngươi hãy coi ta thật sự là ai nè. Cái gì thế kia? Không ngờ ngươi không phải là một con người biến thành, mà ngươi thật sự là một con sói. Là một con sói tinh. Đúng vậy, ta còn có phép thuật nữa. Nhưng ta không thích cái hình dạng này. Ta chỉ thích hình dạng quỷ sói mà thôi. Do đó ta thường vào thành phố con người, biến những tên con người thành ma sói để ta lừa lấy cơ thể cực phẩm. Và lần này ngươi thật may mắn khi ta chọn chúng đó. Đúng là lòng lan giả sói. Ngươi không phải là con người. Ngươi không có lòng từ bi. Vậy thì hôm nay ta sẽ kết thúc cái thứ ác quỷ chết chóc như ngươi. Tên phản bội này, ngươi to gan thật hả? Được giết ta. Hãy tha cho ta một con đường sống đi. Ta sẽ cải tà quy chính. Làm ơn, làm ơn. Ngươi có thể lừa ai cũng được, nhưng riêng ta thì không. Hãy xuống suối vàng mà làm lại từ đầu đi. Bây giờ ta sẽ chính thức trở thành quỷ sói và tạo ra công lý tại khu rừng này.